Top 7 dưỡng chất tự nhiên giúp bạn giảm lo lắng, căng thẳng. Lo lắng là một rối loạn của hệ thần kinh, nơi cơ thể bạn bị khóa trong trạng thái sợ hãi. Điều này được gọi là phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy. Khi tâm trí của bạn cảm nhận có một mối đe dọa hoặc nguy hiểm nào đó, cơ thể sẽ bắt đầu giải phóng nhiều cortisol và adrenaline. Những hóc môn này làm tăng huyết áp, khiến tim bạn đập nhanh hơn, máu chảy nhanh đến cơ bắp và thay đổi nhịp thở để bạn có thể thoát khỏi tình huống hoặc đối phó với mối đe dọa như một bản năng sinh tồn. Thật không may, tâm trí của bạn không thể phân biệt được giữa mối đe dọa thực sự và mối đe dọa tưởng tượng. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy lo lắng, lo sợ và hoài nghi trong cuộc sống, chẳng hạn như lo ngại về tài chính, lo lắng về những người khác khiến bạn căng thẳng, hoặc nếu đọc hay nghe quá nhiều tin tức xấu trên Internet hoặc TV, theo thời gian, bạn sẽ trở nên bị cuốn hút vào những nỗi sợ hãi này. Và cơ thể và tâm trí của bạn sẽ cảm nhận mối nguy hiểm liên tục, khiến bạn bị khóa trong trạng thái chiến đấu hoặc bỏ chạy. Bạn sẽ đắm chìm trong các triệu chứng của lo lắng như: bạn có thể gặp khó khăn trong việc tắt suy nghĩ và bước vào chu kỳ giấc ngủ đúng cách. Tâm trí của bạn luôn cố gắng phân tích và sửa chữa các vấn đề, gây ra những suy nghĩ không ngừng. Mức độ căng thẳng cao có thể khiến bạn khó nhớ lại các ký ức, bạn có thể bị trống và quên nhiều hơn, đặc biệt khi bạn không ngủ đúng cách. Một số người cũng cảm thấy cổ họng bị thắt lại, gây cảm giác cục nghẹn và giọng nói trở nên cao và nhẹ hơn khi lo lắng. Cảm giác buồn nôn có thể xuất hiện. Những người bị lo lắng mãn tính sẽ dễ rơi vào tư duy tiêu cực, nơi họ chỉ nhìn thấy mặt xấu của thế giới mà không thấy mặt tốt. Bạn có thể bắt đầu tránh những tình huống bình thường trong cuộc sống, chẳng hạn như các sự kiện xã hội, vì cảm thấy không thể đối phó với cảm xúc và cảm giác của nó. Nếu bạn bị lo lắng trong nhiều năm, nó có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường, bệnh tim và các vấn đề sức khỏe khác. Trong video này, Ân sẽ chia sẻ với bạn 7 loại vitamin, dưỡng chất hàng đầu giúp giảm lo lắng, bằng cách làm dịu phản ứng căng thẳng trong cơ thể bạn. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy nhấn nút thích, đăng ký kênh và bật tất cả thông báo để bạn có thể cập nhật thêm những thông tin, mẹo mới nhất về sức khỏe và dinh dưỡng nữa nhé. 1. Vitamin B1, thiamin. Hầu hết những người bị lo lắng đều thiếu hụt thiamin, vitamin B1. Một số phần của não như hạch hạnh nhân và vùng hippocampus sử dụng B1 để tạo ra năng lượng khi bạn căng thẳng, xúc động hoặc bị đe dọa. Ăn nhiều đường, thực phẩm tinh chế hoặc uống đồ uống có caffeine cũng có thể làm cạn kiệt vitamin B1. Bạn có thể bổ sung B1 bằng cách sử dụng 2-3 thìa men dinh dưỡng chưa được bổ sung hàng ngày. Bạn có thể ăn chúng với sữa chua, súp, hầm hoặc đắp lên salad. Sau khi ăn, bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh và thư giãn hơn vì các vitamin nhóm B tan trong nước và hấp thụ rất nhanh. 2. Probiotics trong ruột già của bạn có rất nhiều vi khuẩn có lợi sống và giúp bạn tiêu hóa thức ăn, duy trì sức khỏe toàn diện. Những vi khuẩn này sản xuất các vitamin nhóm B như vitamin B1, B2, B12, giúp ổn định tâm trạng và ngăn ngừa tình trạng lo lắng kéo dài. Để tăng cường sức khỏe của vi khuẩn có lợi, bạn nên ăn các loại rau củ lên men như dưa cải bắp, kim chi, dưa chua và kefir ít nhất 3 lần mỗi tuần. Khi bạn tăng cường sức khỏe của lợi khuẩn, chúng sẽ thưởng cho bạn bằng cách sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như GABA, dopamine và serotonin, giúp bạn bình tĩnh và khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. 3. Magi và Kali. Magi và Kali là các khoáng chất quan trọng giúp kiểm soát năng lượng trong cơ thể. Thiếu hụt chúng có thể làm tăng khả năng bị lo lắng, trầm cảm và các vấn đề về giấc ngủ. Bạn nên ăn nhiều rau lá xanh, quả bơ và có thể bổ sung bột điện giải chứa magie citrate và kali citrate. 4. Vitamin D. Những người có vấn đề lo lắng thường gặp khó khăn trong việc ngủ ngon vào ban đêm hoặc suy nghĩ quá nhiều. Điều này thường liên quan đến mức cortisol cao. Vitamin D có thể giúp giảm mức cortisol và làm cho bạn cảm thấy thư giãn hơn. Bạn nên dành thời gian ở ngoài trời và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hoặc bổ sung 10.000 IU vitamin D3 cùng với 100 microgram K2 hàng ngày. 5. Tinh dầu hoa oải hương. Hoa oải hồ ông la, một trong những loại thảo mộc được biết đến rộng rãi với khả năng giúp giảm lo lắng và căng thẳng. Tinh dầu từ hoa oải hương chứa các hợp chất có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giúp thư giãn tâm trí và cơ thể. Khi hít thở mùi hương của hoa oải hương, nó có thể làm giảm mức độ cortisol, một hormone gây căng thẳng cho trong cơ thể. Ngoài ra,
Việc sử dụng tinh dầu hoa oải hương trong các sản phẩm như nến thơm, hoặc xịt phòng, hoặc đơn giản là nhỏ vài giọt vào nước tắm, đều có thể tạo ra một không gian yên bình và thoải mái, giúp giảm lo âu và cải thiện chất lượng giấc ngủ. 6. Trà lạc tiên. Nếu bạn bị lo lắng, nên hạn chế các đồ uống có chứa caffeine như cà phê và soda, vì chúng có thể làm tăng cortisol và làm trầm trọng thêm lo lắng. Trà hoa lạc tiên là một lựa chọn thay thế tuyệt vời, giúp tăng GABA trong não, làm dịu hệ thần kinh và giúp bạn cảm thấy thư giãn. Chiết xuất alkaloid chứa trong thành phần hoa lạc tiên có thể giúp kiềm hãm sự hoạt động của caffeine, giúp cho con người có giấc ngủ được ngon hơn, đồng thời giảm được stress cũng như an thần hiệu quả. Sau khi sử dụng trà lạc tiên, bạn có thể cải thiện được chất lượng giấc ngủ, ngủ sâu hơn và ngủ sẽ ngon hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ không còn gặp tình trạng mơ ngủ, tỉnh ngủ nửa đêm nữa. 7. Ashwagandha. Ashwagandha là một loại thảo mộc được sử dụng trong y học cổ truyền để giúp cơ thể thích ứng với căng thẳng. Bạn có thể uống 1.200mg chiết xuất ashwagandha hàng ngày để giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Các chất phytochemical trong ashwagandha giúp cân bằng cortisol và ổn định đường huyết, giúp tâm trạng bạn ổn định và cải thiện sức khỏe tổng thể. Có rất nhiều loại thực phẩm và chất dinh dưỡng có thể giúp làm dịu phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy trong cơ thể bạn, từ đó giúp bạn bình tĩnh hơn và giải tỏa căng thẳng. Mặc dù các dưỡng chất vừa được điểm qua rất cần thiết để ổn định tâm trạng, bạn cũng cần thực hiện các bước để giải quyết gốc rễ của lo lắng trong cuộc sống. Hãy dành 1 giờ mỗi ngày để thư giãn và làm dịu cơ thể. Điều này sẽ giúp bạn tập trung hơn và thực hiện công việc một cách hiệu quả mà không cần phải cố gắng quá mức. Để giảm lo lắng, hãy cắt giảm các chất kích thích, thay thế chúng bằng các loại trà thảo mộc giúp tăng cường GABA. Hãy tập thể dục ngoài trời, đặc biệt là đi bộ trong tự nhiên để tận hưởng không khí trong lành và giảm căng thẳng. Đồng thời, sắp xếp môi trường sống và làm việc của bạn để tạo ra một không gian gọn gàng và yên bình. Cuối cùng, hãy ngủ đủ giấc, ít nhất 8 tiếng mỗi đêm, thư giãn cơ thể và tâm trí trước khi đi ngủ và để giấc ngủ đến một cách tự nhiên. Tất cả những điều này sẽ giúp cân bằng mức cortisol và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem hết video hôm nay, để lại một lượt thích và cảm nhận của bạn, để video được nhiều người biết đến hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm các video thông tin sức khỏe hữu ích nữa nhé. Như mọi khi, ưng chúc bạn sống khỏe, sống thọ, sự giàu có và hạnh phúc tuyệt vời.